Xin chào anh em. Hôm nay có bộ PC khá là hay muốn giới thiệu đến anh em. Và bộ này thì có cái vỏ mới anh em ạ. Thì lại đến cái tiết mục đổ vỏ. Hôm nay là mình có một con vỏ tên là Sisa Bravery. Đây là một cái mã vỏ mình thấy là nó đã xuất hiện trên thị trường được khá là lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì nó mới lên kênh của mình. Đấy, và đây là một con vỏ bể cá anh em nhé. Bể cá và size là MATX. Và mình thấy là cái vỏ này nó giá nó rất là rẻ, nó chỉ loanh quanh khoảng con này loanh quanh ở đâu đó khoảng hơn 700 nghìn thôi. Hơn 700 nghìn là anh em đã có một con vỏ bể cá cỡ MATX rồi. Và quan trọng nữa đó là mình thấy cái hoàn thiện của con này nó khá là ổn áp ở trong cái tầm giá này. Thế nên là mình muốn giới thiệu đến anh em. Xem nào, đầu tiên là chúng ta sẽ lướt qua một chút về cái phần ngoại hình. Ngoại hình thì chúng ta sẽ có một cái bể cá hai mặt kính. Đây, mặt kính hông này và mặt kính trước. Và có một cái đặc điểm rất là hay ở con này đó là cái viền, cái cạnh viền ở giữa hai cái kính này là nó không có cái xương kim loại anh em nhé. Thì gọi là nó tràn viền luôn đấy. Thế nên là anh em nhìn xuyên thấu qua cái viền của hai kính này được. Đó, rất là hay luôn. Tiếp đến là về phần nóc. Phần nóc thì đây, anh em ngó qua một chút về phần nóc. Nóc thì chúng ta sẽ có là một cái lưới. Và trên nóc thì chúng ta sẽ lắp được tản 360 anh em nhé. Cái vỏ này trông thế thôi nhưng mà nó lại khá là rộng rãi. Anh em có thể lắp tản 360. Và mình thấy là cái vị trí lắp tản 360 này nó khá là hợp lý. Có nghĩa là nó đã đẩy ra phía ngoài rồi. Nó không bị cấn hay là không bị chạm vào cái khu vực là chặn mên ở đằng sau. Thế nên là chúng ta sẽ không lo cái vấn đề đó là cái tản là nó bị vướng vào cái giáp của con mên. Đó, thì đây là anh em có thể lắp được mọi loại 360 thoải mái anh em nhé. Cổng kết nối thì cơ bản thôi. Chúng ta sẽ có là một nút nguồn này. Nút nguồn này, USB này, audio là gộp chung anh em nhé, cả mic cả tai nghe gộp chung này. Cái này nó cái rất là hay đó là nó có cả nút reset và nút led riêng. Thì nếu như mà anh em nào mà dùng những cái mã tản nhiệt nào mà nó có cái công tắc ấy, kiểu như là công tắc chỉnh led, thì anh em có thể là cắm luôn cái công tắc chỉnh led vào cái switch của cái cổng led này được này. Đấy, khá là hay ho luôn. Thì có thể chỉnh luôn trên vỏ được, chứ không cần phải là bấm nút ở trên cái tản nhiệt hoặc là cái bộ fan đó. Xem nào, về phần dưới đáy con này có một cái rất là hay đó là nó có lọc bụi anh em ạ. Đây đấy. Đây là một cái mã vỏ giá rất rẻ nhưng mà nó lại có lọc bụi luôn đấy. Thế nên là anh em lắp fan ở dưới lấy gió vào là hoàn toàn là không phải lo lắng gì về cái vấn đề gọi là bụi bặm rồi đấy. Chúng ta có thể là tháo ra và vệ sinh rất là dễ dàng đó. Hay phết anh em nhỉ. Đúng ra con vỏ này hay ho đấy. Anh em nào mà thích bill cây kiểu phun trắng bể cá thì chơi con này ok này. Lắp tản 360 ngon lành cành đào này. Phía sau đi, mở cái nắp lưng ra coi. Ui chặt thế nhỉ, à đây rồi. Ui chặt lắm. Anh em chờ tí. Xem cái khoang sau nhá. Khoang sau thì nó khoét hai cái lỗ này. Cái lỗ này là để lấy gió mát cho nguồn này. Đấy, còn cái lỗ này là để cho hai cái fan ở cạnh hông này. Đấy. Mở cái đằng sau ra trước rồi. Mình sẽ mở cái đằng sau ra trước rồi mình sẽ mở cái kính sau nhá. Con này khá là dày dặn anh em ạ. Thép rất là dày anh em nhé. Ok đấy, ổn áp đấy. Nó không bị kiểu quá mỏng, nó không bị kiểu lành phành. Rất là ok. Khoang sau thì rất là rộng rãi rồi. Theo cái đặc trưng của những cái dòng bể cá là rất là rộng rãi luôn. Phụ kiện nhá, túi phụ kiện ở đây này. Nguồn thì anh em sẽ đặt ở đây. Và nếu mà theo cái vị trí mà đặt nguồn như thế này thì mình thấy là nó có thể lắp được những cái nguồn rất là to. Anh em nhìn cái chiều dài của chỗ lắp nguồn nó rất là dài luôn. Cái này anh em lắp mấy con 850V ở đây cũng được này. Trên này thì chúng ta sẽ có là những cái khay để đựng HDD và cả SSD ở đây. Thoải mái luôn. Và một cái khoang lắp DJ cực kỳ rộng rồi. Đấy. Đây cái công tắc led này, anh em thấy không? Công tắc led switch này. Đấy, xong rồi công tắc reset này, nói chung là đầy đủ hết. Con này rất là ổn áp đấy, mình thấy ổn áp đấy. Tiếp đến là về bên trong. Bên trong để xem kính con này. Kính con này mình không thấy cái ốc ở đây. Không thấy ốc ở đây thì khả năng là sẽ giật ra thôi. Đúng nhỉ? Đúng ta. Giật mạnh lại xem được không nhá. À được anh em ạ. Đấy. Anh em giật mạnh đấy nhá. Giật mạnh là ra. Kính của con này mình xác nhận cho anh em là nó khá dày anh em nhé. Khá là dày luôn đấy. Nó không kiểu như là bị mỏng manh tí nào cả. Ổn áp. Và hoàn thiện ok. Anh em sẽ có là hai cái nẹp. Một cái nẹp bên trên, một cái nẹp bên dưới. Con này được phết nhỉ. Bỏ kính ra phát.
Và đây là cái khoang lắp máy bên trong. Bên trong thì chúng ta sẽ có một cái khoang lắp máy rất là tiêu chuẩn rồi. Và nếu như mà anh em nào ấy mà lắp những cái main cỡ MATX mà size to thì có thể lắp thêm cái đệm, cái ốc đệm ở đây. Thì cái main của chúng ta sẽ có cái ốc đệm luôn, và cái main nó sẽ fit với cái phần lắp này luôn. Có nghĩa là cái vỏ này vẫn fit với những con main to chứ không bị kiểu như là cái main nó bị thò ra. Đó, đây là một cái rất là hay của con vỏ này. Chúng ta sẽ có những cái vị trí lắp fan là phía dưới lắp được 3 fan nhá, cạnh hông lắp được 2 fan nhá, ở đằng sau thì lắp được 1 fan này, và trên nóc thì lắp được 3 fan. Đấy, như vậy là con này sẽ lắp full được 9 fan. Còn lại thì các thứ khác thì nó rất là cơ bản thôi. Đây là một cái khoang lắp máy gọi là rất rất cơ bản rồi. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ sử dụng con vỏ Sisa Bravery này. Mình thấy là con này ổn áp đây anh em ạ. Ổn áp ở trong tầm giá khoảng hơn 700. Ổn áp đấy. Đấy, thì anh em nào mà thích dựng cây trắng với con vỏ này thì liên hệ mình nhé. Thì mình sẽ dựng cho anh em. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái linh kiện của bộ PC ngày hôm nay. Bộ hôm nay thì có một cái điểm rất là hay, đó là mình build cho khách để mang sang Nhật anh em nhé. Và khách mang sang Nhật. Thế nên là có một cái thứ mà mình đã phải lựa chọn ngay cho khách luôn. Đó là tại sao mình lại chọn con nguồn này. Mình sẽ chọn con Super Flower Lit X850. Thực ra thì con nguồn này nó đang hơi dư so với cái cấu hình này. Tuy nhiên thì nó có một cái rất là hay. Anh em nhìn giúp mình cái phần này. Cái phần giải điện áp của con này. Anh em nhìn nhá. AC input này. Full ren nhá. Full ren có nghĩa là nó sẽ chạy được giải điện áp từ 100 cho đến 240V. Có nghĩa là anh em mang sang Nhật chạy điện 100V thoải mái này. Đấy, thì đây là cái lý do mà tại sao mình lại dùng con nguồn này. Và nó còn một cái vấn đề nữa, đó là cái bộ PC này thì bản chất là ship đi nước ngoài và ship đi rất là xa. Thế nên là mình sẽ chọn những cái linh kiện nó có độ ổn định cao nhất để tránh cái trường hợp gọi là lỗi. Ví dụ như là khách đang ở nước ngoài mà dùng PC mà những cái nguồn lăn là nó chết, nó bị hẹo phát cũng rất là khó xử lý. Thế nên là phải chọn mã nào chất lượng một chút. Đấy, thì chơi con Super Flower Lit X850 full tụ Nhật luôn cho nó yên tâm. Và đây là cái bộ PC full trắng, thế nên là cái nguồn ngày hôm nay là mình cũng dùng màu trắng luôn anh em nhé. Dùng nguồn màu trắng thì chúng ta lại có bộ PC rất là đẹp rồi. Tiếp đến là về phần linh kiện còn lại thì bộ PC ngày hôm nay thì khách là dùng để chơi game và giải trí cơ bản. Thế nên là chúng ta sẽ có một cái combo main chip rất là ngon luôn. Con main thì nó xuất hiện quá là quen với anh em rồi, quá quen rồi. Và cái main này thì anh em lắp cái vỏ đen cũng được và lắp vỏ trắng cũng được. Đấy, thì cái bộ trắng hôm nay mình dùng con main là B650M Gaming Plus Wi-Fi. Cái đây là cái bản main mà nó khá là đẹp của MSI, nó to này, cái phần giáp tản nó rất là to và giáp tản nó là màu trắng. Nhưng mà hơi tiếc con này nền nữa là nền đen. Thế nên là đấy cái lý do tại sao là lắp con này lắp vỏ đen cũng được mà lắp vỏ trắng được. Thế nên là hôm nay mình dùng con này để lắp cái vỏ trắng ngày hôm nay. Và đi với con main này thì mình có một con chip thực ra là nó quá ngon luôn anh em, quá ngon luôn, và mình đã lên một clip trước đó rồi. Đây là con Ryzen 7 7700. Thực ra thì bây giờ cái tầm giá con này nó chỉ ngang con i5 thôi chứ nó không bị đắt như hồi xưa. Thế nên là anh em dùng con này mình thấy nó quá hợp lý luôn. 8x16 luồng này, xong rồi xung đơn nhân khi mà chơi game lên tận 5.3. Quá ngon luôn, chả có lý do gì mà không dùng con này cả. Con này kể cả anh em vừa làm việc, vừa edit nhẹ nhàng, vừa chơi game nó rất là ngon luôn. Đấy, thế nên hôm nay là mình dùng con Ryzen 7 7700 này. RAM thì đương nhiên là một cái kit RAM màu trắng rồi. Và kit RAM thì vô cùng quen thuộc rồi. XPG Lancer Blade 2 thanh 16, bớt là 6000, cát là 30. Con này thì quá ngon rồi. Màu trắng LED RGB đẹp. Về phần các đồ họa hôm nay thì mình có một con cạc rất là mạnh luôn. Rất rất mạnh luôn anh em nhé. Đây, 4070 Super luôn. 4070 Super thì đây là một cái mã mà mình lên như cơm bữa rồi. Bởi vì là mình thấy là nó rất là hợp lý. Rất là hợp lý trong cái khúc giá của nó. Ví dụ như là một con 4070 Super màu đen 3 fan anh em mua thì đâu đó vào khoảng tầm hơn 17 triệu rồi. Thì con này nó chỉ khoảng hơn 18 triệu thôi. Là anh em đã có một con 3 fan này to nạc này, màu trắng này, thiết kế rất là đẹp. Thế nên là con này lên một bộ full trắng mình thấy rất là hợp lý này. Và 4070 Super thì khỏi phải bàn về cái hiệu năng chơi game rồi. Chơi game thì nó đâu đó nó sẽ cỡ khoảng 3090. Gần như là anh em chơi game gì cũng ngon. Mà nó lại mát và nó lại tiết kiệm điện hơn 3090 rất là nhiều. Còn về cái phần ổ cứng này, ổ cứng thì mình sẽ có là một con SSD Kingston V31T. Con này thì thoải mái cho anh em cài win, cài game, cài ứng dụng rồi. Và đây là một cái mã SSD mới, tốc độ đọc lên tới tận là 6000. Đó.
Tiếp đến là về phần ngoại hình. Ngoại hình thì kết hợp với cái vỏ ngày hôm nay thì mình sẽ dùng một con tản nhiệt nước màu trắng. Đây. Một con tản nhiệt nước 360 màu trắng lắp ở trên nóc. Đây là con Gamdias GL360V2. Đấy, thì con này là mình sẽ lắp ở trên nóc này. Mã này thì rất là quen với anh em rồi nhá. Thường là những cái bộ PC giá rẻ mà dùng những cái tản aluminum màu trắng là mình hay dùng con này. Và con này lắp ở trên nóc và kết hợp với con này sẽ là một cái hệ thống fan cũng quá là quen với anh em, 6 fan Junger Leopard. Thì cách bố trí fan vẫn quen thuộc thôi, vẫn là một cách setup fan bể cá truyền thống, đó là 3 fan ở dưới lấy gió vào, 2 fan hông lấy gió vào này, 1 fan sau lấy gió ra. Đấy, như vậy là mình đã giới thiệu cho anh em xong về cái linh kiện của cái bộ PC ngày hôm nay. Thì bây giờ là mình sẽ cho tiền lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, chiến ơi anh em. Và đây là bộ PC xuất Nhật của mình sau khi đã lắp xong. Anh em ngó qua một chút về một bộ PC mà có giá trị khá là cao, tầm khoảng 39 triệu. Tuy nhiên thì hôm nay là mình có thử nghiệm là lắp trên một cái vỏ khá là rẻ tiền. Cái vỏ này thì hiện tại loanh quanh chỉ khoảng hơn 700 nghìn thôi. Tuy nhiên thì nhìn nó lại rất ok anh em ạ. Cái vỏ này thực sự là một cái vỏ rất là ok ở trong cái tầm giá khoảng hơn 700 nghìn. Đây là một cái mẫu bể cá cỡ MATX anh em nhé. Và có lẽ là cái điểm mình thích nhất ở cái vỏ này, nó là cái chỗ khu vực tiếp giáp giữa hai kính. Đó là nó không có cái xương. Anh em nhìn này, đấy. Nó sẽ không có cái xương ở đây. Nếu như mà bể cá truyền thống ấy, thì nó sẽ có một cái khung xương ở đây. Đấy, nhưng mà mã này thì nó lại không có khung xương, nó bỏ đi rồi. Thế nên là anh em nhìn này, nó trong suốt luôn. Anh em hoàn toàn có thể là nhìn xuyên vào bên trong và không bị cản bởi một cái thanh dọc. Đấy, nếu mà có cái thanh dọc ở đây thì trông nó sẽ khá là vướng mắt, nhưng mà nhìn như này nó đẹp hơn rất là nhiều. Và mức độ hoàn thiện thì mình thấy rất là ok. Chúng ta vẫn sẽ có là hai cái kính rất là dày anh em nhé. Và đặc biệt là con này cỡ MATX nhưng anh em vẫn hỗ trợ được lắp được tản 360 ở trên nóc. Anh em nhìn này. Đấy, hôm nay là mình lắp tản 360 ở trên nóc nhá. Và con này nó lại còn có cả cái lọc bụi này nữa. Xin ông anh em. Đây. Đó, xịn xò chưa? Thế nên là anh em nào mà dựng PC full trắng thì mình thấy là đây là một cái mã vỏ rất là ok. Điểm qua một chút về cái hệ thống fan của cái mã này. Thì hôm nay là mình có lắp là thêm là 6 fan của Junger Leopard. Thì sẽ bao gồm là 3 fan ở phía dưới, 3 fan dưới sẽ là 3 fan thử ngược anh em nhé. 3 fan này là sẽ lấy gió vào. Và đặc biệt là có cái lọc bụi này rồi, thế nên là anh em cứ để lấy gió vào vô tư thoải mái luôn, không sợ bị bụi bặm gì cả. Tiếp đến là 2 fan hông thì cũng là 2 fan ngược anh em nhé, cũng là 2 fan lấy gió vào. Như vậy là mình sẽ có 5 fan vào. Đảm bảo cái bộ hôm nay thì nó gọi là siêu siêu mát luôn. 1 fan sau thì là mình lấy gió ra. Tại vì sao mình lại để cái ống nó đằng sau như này? Để cái ống đằng sau như thế này để cho nó song song và nó đẹp nhất. Chứ còn nếu như mà anh em nào mà vắt từ đằng trước vắt vào đây và bắt cái đường ống ở cạnh bên phải như thế này thì trông nó sẽ khá là quắn và khá là xấu. Đặc thù của cái main AMD ấy là anh em lại không đặt được cái ống ở vị trí phía dưới của cái block. Thế nên là anh em quay đằng sau như thế này là đẹp nhất. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi vướng cái fan sau một tí. Anh em nào mà không muốn vướng cái fan sau thì hoàn toàn có thể là tháo cái fan sau ra cũng được. Đó. Trên nóc thì mình sẽ có một con tản 360 anh em nhé. Đây là con Gamdias GL360V2. Đấy, chúng ta vẫn sẽ có là một cái block nước rất là đẹp luôn. Có LED ARGB sinh main. Đấy, 3 con fan cũng là 3 con fan có LED ARGB sinh main. Kết hợp với hệ thống 6 fan của Junger Leopard. Đấy, nhìn rất là ok anh em nhé. Anh em nào muốn hợp hơn thì có thể là đổi cái fan 4RS này sang con Interstellar V2. Thì cái cánh fan nó sẽ có LED thì khả năng là Nó sẽ hợp hơn với 3 con fan của cái tản nhiệt nước. Đó. Còn bên trong thì đẹp nhất chắc là cái card đồ họa rồi. Thì mình sẽ nói con card đồ họa trước. Nếu như mà cái card này ấy, nào anh em nào mà luồn cái dây xuống dưới này thì khả năng là nó sẽ bị chạm vào cái fan ở giữa và nó sẽ bị cản trở cái fan hoạt động. Thế nên là hôm nay là mình có tặng thêm khách là một cái đầu gập và cái đầu gập này là đầu gập 600W luôn anh em nhé. Đầu gập này khá là xịn. Riêng cái đầu gập này đã tầm 200 nghìn rồi. Đấy, và tặng riêng cho khách một cái đầu gập này để gập ngược lại cho nó gọn gàng nhất. Đấy, vắt cái dây lên thì trông nó vừa thẩm mỹ mà nó vừa gọn gàng mà nó đỡ bị chạm vào cái fan ở phía dưới. Và mình vẫn có một con cạc rất là đẹp. Đấy, 4070 Super Ultra Wide. Đây là một cái mã cạc mà bán rất là chạy hiện tại rồi. Bởi vì là trong cái phân khúc tầm hơn 18 triệu thì cũng khá là khó kiếm cái mã cạc nào mà 3 fan to nạc mà lại màu trắng như thế này. Đấy. Còn những cái hãng lớn thì đương nhiên là giá nó sẽ cao rất là nhiều rồi. Bên trong nữa thì chúng ta sẽ có là một con main rất là quen thuộc rồi. B650M MSI Gaming Plus Wi-Fi. Thì đây là một cái mã main MATX này, có phần giáp tản là màu bạc này.
Tuy nhiên thì là cái nền nó là nền đen. Anh em nào muốn đẹp hơn thì có thể kiếm cái con B650M Aorus Elite X ấy. Còn mã đấy rất là đẹp. Nó là full trắng luôn, có nghĩa là nền trắng và giáp tản màu trắng luôn. Tuy nhiên thì giá chắc chắn là nó sẽ cao hơn là con MSI này rồi. À, hai thanh RAM thì vẫn là hai thanh RAM rất là quen thuộc anh em nhé, XPG Lancer Blade, và đây là cái phiên bản màu trắng. Đấy, đương nhiên là cây trắng thì phải lắp RAM trắng cho nó đẹp rồi. Thì đây, quay lại một lượt về tổng thể cả bộ PC cho anh em xem. Thì anh em nào bên Nhật có nhu cầu PC thì cứ liên hệ mình nhờ. Thì mình sẽ tìm cái đối tác chuyển hàng cho anh em, làm sao cho nó ok nhất. Và đương nhiên là mình cũng sẽ tính toán cái phương án gọi là dùng nguồn làm sao để cho anh em sang đấy là cắm điện 100V vô tư nhá anh em nhá. Đấy, thì cái nguồn như thế nào thì mình đã nói đầu clip rồi. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu BBC kiểu này thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.